Radio Cà Phê FM 99,9 MHz. Xin được gửi lời chào đến các thính giả cùng theo dõi Radio Cà Phê trên sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là chủ quán thì chỉ có một người, trong khi khách thì tới ba người. Tinh thần rất là lép vế, không biết là số phận của mình sẽ bị trôi dạt về đâu. Nhất là cái người khách mời ngày hôm nay lại là chị Tắm Sài Gòn. Như vậy? Có chị ở cái quán này là em thấy là em không có cục cựa gì được rồi, có đúng không? Không, ngày hôm nay có tỏa sáng cỡ nào cũng không thể bằng Bùi Anh Tuấn với Tố Tố được. Đùa, đá banh, mọi người đang chơi đá bóng. Trong khi chủ đề của ngày hôm nay là cũng dành cho hai người đó. Tức là chủ đề của ngày hôm nay là mình định nói về cái gì Minh nhỉ? Thế giới khi không có mạng xã hội. Thế thì một người chuyên sống ảo như chị biết nói cái gì? Em cũng vậy. Hôm nay chúng ta phải dành cho hai con người mà em nghĩ là thuộc cái thành phần rất ít của cái thế hệ này không chịu sử dụng mạng xã hội. Rất là bất ngờ là cả hai Bùi Anh Tuấn và Tố Tố đều là hai người không sử dụng mạng xã hội. Dạ. Như là Tố có xài dạ, nhưng mà xài kiểu mà xài cho có. Dạ bị ép xài. Vậy hả? Ủa, nhưng bây giờ Tố nói trước đi, là em không có hứng thú với mạng xã hội hay như thế nào? Dạ, ý là tại vì khi mà mình tham gia mạng xã hội đó, nó nhiều cái ý kiến và nhiều cái quan điểm mà nhiều khi nó tác động tới mình nhiều quá, nên là em cũng không muốn xài, với lại mình cũng cảm thấy nó không cần thiết lắm á. Nó không phải là một cái gì đó quá giúp ích cho cái cuộc sống cá nhân của mình, nên là với lại nhiều thị phi lắm. Em thì em là một con người không thích thị phi, không thích bon chen, nên là không muốn dướng vào những cái đó. Hồi xưa thì em có xài nhưng mà rất là lâu luôn, em mới post một tấm hình hoặc là chia sẻ một cái gì. Nhưng mà sau này thì em bị ép bị ép là phải xài, là do là mình là nghệ sĩ, nếu mà mình không xài, tại em phải được như anh Tuấn là có người lo lắng giùm về cái khâu mà mạng xã hội hoặc là truyền thông, thì em cũng mới tham gia nên là em phải tiếp tục xài, chứ cũng hay khóa rồi hay xóa và bị la rất là nhiều, nên là cũng phải giữ để chia sẻ thông tin với mọi người thôi, chứ thật ra là cũng nếu mà em tìm được một người mà quản lý giùm được cái đó thì em cũng không xài nữa. Tức là mình không có nhu cầu. Nhưng mà ví dụ như bình thường mình đi cà phê, cái xong rồi bạn bè mình post Facebook, cái xong rồi cái ví dụ mình nói với Thanh, ê chị Thanh ơi, Tuấn đang có một cái gì đó ở trên Facebook nè, cái chị Thanh nói đâu đâu vô coi, thì mình sẽ không có cái công cụ để mình xem, mình đọc, mình comment hay là mình tham gia những cái câu chuyện như vậy với bạn bè mình ở trên mạng xã hội thì sao? Dạ em coi ké cũng được. Trời ơi, tôi hỏi quá trời rồi, chị chốt có một câu là em coi ké cũng được thôi. À, kiểu mà không coi ké được thì thôi, là gì dữ rồi. Như vậy á, là đây là một con, bình thường người ta nói là bà tám với nhiều chuyện là bình thường, mà tôi nghĩ chắc chị này là kinh tiếng luôn á, phải không? Có như là các cái thông tin đó biết cũng được mà không biết cũng không sao. Dạ thì em nghĩ là sẽ có nhiều người nói cho em biết lắm, tại vì em là một kiểu người ta tới nói chuyện với em, chứ em không có tới nói chuyện với người ta. Nhưng mà ví dụ như là em muốn bày tỏ quan điểm của mình nên sao? Dạ cũng có nhiều khi vậy chứ, nhưng mà em riết rồi, em quen rồi, tại vì người ta không hiểu được mình đâu. Có những người người ta thật sự muốn tìm hiểu thì người ta sẽ có cách để người ta hiểu. Còn đối với những người mà đã không có muốn hiểu và không có cái ước muốn được hiểu mà người ta định kiến với mình như vậy, thì mình cũng không cần phải giải thích làm gì, nên riết là quen rồi cũng không muốn nói, ai muốn nghĩ sao nghĩ. Nhưng mà đối với những người mà mình thương yêu và họ biết, họ hiểu về mình á, thì mình nghĩ là mình cũng không cần giải thích nhiều, thì người ta đã tin mình rồi. Không, nhưng mà Tố Tố nè, ví dụ chị nói là với những nghệ sĩ trẻ như em, và bây giờ em đang chuẩn bị là bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, thì có rất là nhiều nghệ sĩ trẻ khi mà lên Facebook nhiều khi là cover một cái bài hát nào, hoặc là có một cái sản phẩm mới, tại vì không phải ai cũng có điều kiện để có một cái ekip đứng sau để lo truyền thông cái này nọ cho mình. Dạ, cho nên rồi, cái kênh duy nhất mình có chính là YouTube hoặc là Facebook của cá nhân mình. Cho nên là đôi khi chính cái việc mà em post những cái sản phẩm của chính em lên như vậy, nó cũng có một cái phần nào đó nó làm cho người ta biết đến em hơn. Hiểu và rồi. Trong 1.000 người hoặc 100.000 người chỉ có một người làm công việc liên quan đến âm nhạc, à thấy cô Tố Tố này hát hay, có cái chất nè, có thể là mình kết hợp gì với cô đó, hoặc là mình có cái show gì muốn mời cho cô đó hát vân vân này kia, thì tức là những cái đó là những cái lợi mình trước mắt mình có thể thấy là từ mạng xã hội. Còn bây giờ em khép lại cái cánh cửa đó, khi mà em đi bằng cái con đường truyền thống thì cái hiệu quả của nó trong cái việc viral sản phẩm của em nó rất là hiếm á. Dạ đúng rồi, nên là bây giờ em vẫn còn sử dụng Facebook, và thậm chí là trong thời gian mà em với cả anh Tuấn thi với nhau chương trình Chơi Xin Một Cặp á, thì em cũng là chia sẻ với các bạn rất là nhiều, tại vì
một người đã không xài rồi mà bây giờ mình không xài nữa là coi như là khán giả người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn, mà kiểu là cũng không biết là tại sao lại có những cái như vậy trên sân khấu. Nên là trong cái khoảng thời gian đó thì em cũng chịu khó và cũng được nhiều người giúp đỡ để tạo nên những cái post trên Facebook rất là nhiều, kiểu rất là thường xuyên luôn, hình ảnh cũng cập nhật thường xuyên. Nhưng mà thật sự thì em cũng không thích cái việc đó lắm, tại vì cái bản tính mình vậy, mình cũng không biết giải thích như thế nào. Nhưng mà thì bây giờ thì em vẫn không có thể nào mà ngưng được. Nhưng mà nếu mà em tìm được một cái người có thể quản lý giùm cái đó thì riêng cuộc sống cá nhân của mình không xài thôi. Chứ nếu mà bây giờ thời đại của công nghệ thông tin mà mình không xài thì cái công việc của mình nó rất là khó để tìm được một cái cơ hội khác. Tức là hôm nay là chẳng qua là vì công việc thôi. Chứ còn mà nếu mà nhu cầu cá nhân là hoàn toàn không có. Còn Tuấn thì sao? Em là thậm chí cả công việc luôn cũng không xài tới Facebook luôn có đúng không? Em không, em trước mắt là em không dùng Facebook rồi. Còn em nghĩ là cái việc mà công việc hay không thì nó cũng không có liên quan quá cái việc của em thôi. Thì cái việc mà công việc nó cũng không liên quan quá đến Facebook, bởi vì công việc của em nó chỉ là làm nghệ thuật, làm âm nhạc thôi. Và tại sao mình lại không dành những cái khoảng thời gian mà mình mất khá là nhiều khoảng thời gian đấy để mình tập trung vào những cái mà mình đang muốn làm về âm nhạc, cũng như là mình sẽ nhìn nhận mà đúng như nếu bây giờ em buông cái điện thoại ra, em buông cái Facebook ra, hoặc là buông những cái trang mạng xã hội cá nhân ra, em sẽ có rất nhiều thời gian để em quan sát được mọi thứ xung quanh, quan sát về cuộc sống, quan sát về mọi thứ, và nó sẽ giúp ích rất nhiều ở trong những cái bài hát của em. Thì đó cũng chính là cách mà em có thể kết nối và làm tốt cái công việc của mình theo cách của em. Còn rõ ràng là cái việc mình không dùng Facebook và mình không dùng những cái trang mạng xã hội cá nhân thì rõ ràng cái bản thân mình phải là người đã chịu những cái thiệt thòi nhất định về mọi thứ, về công việc, về sự kết nối, về mối quan hệ, về giao tiếp, về tất cả mọi việc mà mọi người có thể kết nối được với mình hay không, vân vân và vân vân, rất nhiều thứ. Nhưng mà em sẽ có thể chấp nhận đánh đổi những điều đấy để mà em mang lại những cái gì tốt nhất ở trong âm nhạc, mà những cái mình cần phải chuẩn bị tốt nhất để dành tặng em mọi người, cũng như là con người của mình như thế nào thì mình vẫn cứ thế là được, còn không cần phải phô diễn lên mạng xã hội làm gì cả. Em thấy nhưng mà nó có những cái trường hợp bây giờ như chị có phải là khách không hay là chị là chủ nhà luôn đấy? Chưa kịp hỏi luôn. Tại sao lại không chặt chém chị? Tại vì với một người mà gọi là sống ảo như chị, cho nên là chị không chấp nhận được cái quan điểm của em. Một ngày chị Thanh post ít nhất là 5 cái status mà bây giờ em không đụng tới cả Facebook luôn. Cái đó là kể như là em coi như là em xúc phạm chị quá. Không. Như em đã nói ngay từ đầu thì đó là quan điểm cá nhân. Bây giờ vậy nè, thật ra là nghệ sĩ luôn có những cái tin đồn đúng không? Đó, có những tin đồn mà nó lan truyền trên các mạng xã hội, mà cái tin đồn đó thậm chí á, nhiều khi á, mình nghĩ là nó còn thật hơn những cái tin đồn thật nữa. Đó, mà hả, cũng phải nhờ các phương tiện như là ở trên mạng xã hội, như là Facebook của mình có thể đính chính được này nọ. Còn em bây giờ em sống một cái thế giới cô lập, không biết ai như thế nào hết, người ta nói gì về em. Thì nhiều khi là những cái tin đồn đó nó ảnh hưởng luôn đến công việc của em thì như thế nào? Nhưng mà vấn đề là em có nghe được những tin đồn này đâu đúng không? Em có biết được những tin đồn đấy đâu. Và nếu mà có những tin đồn đấy, mọi người cũng sẽ không nói cho em biết đâu, bởi vì mọi người biết là em không quan tâm. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng, ví dụ như là, thí dụ nó ảnh hưởng đến show chậu chẳng hạn, ảnh hưởng đến sự kết hợp của mình với một nghệ sĩ nào đó, ảnh hưởng đến lời mời của mình đối với một show nào đó, hoặc là một cái cơ hội gì đó cho mình tốt hơn. Dạ. Đó. Không, thực ra thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Nó ảnh hưởng đúng là rất nhiều thứ, bởi vì có lúc mà em cũng cảm thấy là thế giới ở ngoài đang xảy ra chuyện gì, mọi người chuyện ở ngoài đang thế nào, nhưng mà chung quy lại thì tất cả nó vẫn xuất phát từ một cái suy nghĩ là mình không muốn lên nữa. Em tự nhiên cái khoảng thời gian mà em bỏ Facebook nó không khó khăn, em chỉ một phát một là em bỏ luôn, không có dùng lại nó luôn nữa luôn ấy. Thì đấy là cũng, em nghĩ là nó có thể là một cái sở thích kỳ dị của em, khi mà em muốn sống cuộc sống của mình nhiều hơn, bỏ thời gian ra nhiều hơn để đấy cái là cá nhân của em thôi. Chứ còn em biết là mỗi người sẽ có được một cái kiểu kết nối và yêu thương khác nhau. Đúng. Và mỗi người sẽ có một cách riêng của mình. Bản thân em thì em thích cái việc kết nối là cái việc mà mình sẽ gặp nhau ở ngoài, trò chuyện với nhau, chơi với nhau, nói chuyện thoải mái hơn. Còn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, về những mối quan hệ, thì em phải chấp nhận và em sẽ phải tự đi tìm, em phải tự mò cái bản thân của mình ra để mình tìm thôi, mình phải đi ra ngoài đường mình tìm thôi chứ. Em nghĩ là thôi không đặt nặng những cái vấn đề này quá, vì nếu mà đặt nặng lên quá là em sẽ dễ bị rối ở những cái thông tin mà mọi thứ ở trên nó mang đến. Đúng như Tố nói là nó sẽ rất dễ tác động đến, ảnh hưởng đến tâm lý của em, mà mặc dù em cũng là một thằng rất dễ bị tác động ảnh hưởng tâm lý, nên em chỉ muốn là bớt được phần nào thì nó sẽ hay phần đấy. Thế là em sẽ thu thập thông tin hay là những cái diễn biến của giới showbiz này, hay là cập nhật những cái mà nó thuộc về nghề. Thực ra mà nói Facebook nó vẫn có cung cấp cho em những cái thuộc về nghề mà. Thì em sẽ cập nhật bằng những cái con đường nào? Thực ra lâu lắm rồi em cũng không biết nhiều quá nhiều về showbiz. Em cũng không để ý quá nhiều, em chỉ việc của em là như bố em nói là mình cứ làm tốt những gì mà mình cần phải làm, đó là đi hát hay, ca sĩ là phải hát hay. Thì em nghĩ là em sẽ tập trung vào việc đấy và sẽ làm tốt cái việc đấy đã. Còn em cũng không để ý ở xung quanh quá nhiều đâu, có cái gì mà mọi thứ nó đến với mình hoặc là mình có cơ hội được đến với mọi thứ thì em sẽ chấp nhận và em sẽ chớp lấy cái điều đấy.
còn em sẽ ví dụ như là vừa rồi em thi Trời Sinh Một Cặp, thế thì phản hồi của các khán giả với em, à tiết mục đó hay hay không hay, hay là hai anh chị kết hợp với nhau như thế nào, đại khái như vậy, em sẽ tiếp cận thông qua ai? Tố Tố. Cái điều đầu tiên khi mà mình nhận ra được những cái điều đấy là em nghĩ là cái việc là mình hưởng ứng cái không khí ở tại cái thời điểm đấy đã, thì mình sẽ linh cảm, mình sẽ cảm nhận được một chút về cái sản phẩm, về cái việc mà mình vừa mới làm xem nó có tốt hay không. Còn khi mà mọi thứ được phát lại và mọi người xem, mọi người theo dõi, thì em nghĩ là cái việc mà em có thể đón nhận được đầu tiên đó chính là qua việc những người fan hâm mộ rất cứng của em, đó chính là mẹ em, bố em. Bố em và mẹ em ngồi là cứ xem và tấm tắc khen, đấy mà ồ vậy là có vẻ được rồi, bởi vì rõ ràng họ sẽ là những người fan hâm mộ khó tính nhất, họ sẽ là những người mà nhìn vào những cái điểm yếu của mình để mà giúp mình hoàn thiện và trưởng thành nhất, đúng bố mẹ mà. Nên là em thấy mẹ em ở nhà cứ được đấy con ạ. Bố được đấy. Có một chiều không? Tại mình cần phải nhiều chiều để em nghĩ là chả cần phải nhiều chiều đâu, bởi vì cái chiều từ bố mẹ luôn là chiều đẹp nhất và chiều mọi thứ rồi. Dễ rồi ngủ quá. Không, giữa mình có cảm giác là bởi vì là cái giai đoạn trước á thì Tuấn có lẽ là cũng đối diện với khá nhiều những cái áp lực dư luận. Thành ra là Tuấn lựa chọn cho mình một cách là bảo vệ mình. Bởi vì thật sự ra mình nghĩ là cả Tuấn với lại Tố Tố chắc là đều dễ bị ảnh hưởng tâm lý vì những cái anh hùng bàn phím ví dụ vậy chẳng hạn, đúng không? Thật ra tốt nhất là mình bảo vệ mình bằng cách là mình không nhìn tới, không biết tới, không liên quan tới, không tạo điều kiện để những cái điều đó có thể tiếp cận với mình. Dạ đúng, đó là một cách xù lông đấy. Không, nhưng mà vậy nè Tuấn, ví dụ như ở trong các game show có các vai trò như là huấn luyện viên này, bây giờ nó luôn có những cái điều khoản đi kèm. Vâng. Ví dụ huấn luyện viên mà chọn thí sinh về đội mình thì bao giờ nhà sản xuất hay là các thí sinh đó, họ cũng mong muốn là cái sức ảnh hưởng của huấn luyện viên mình như thế nào, và đặc biệt trên mạng xã hội cái độ viral, cái độ phủ của huấn luyện viên cũng là một trong những yếu tố để cho các bạn đó chọn vô. Ví dụ mà mình chọn vô anh này, mình vừa được chọn vô, ảnh thiết kế cho mình một cái poster thật đẹp để lên trên trang cá nhân của ảnh, bao nhiêu người vô like, hiệu ứng của mình tự nhiên ta biết đến mình, ô mình sẽ phải vô đội ảnh chứ. Còn bên kia cho ổng không xài Facebook nữa, ai biết tôi vô đội ổng, ai biết đối tôi đó, cái đó là một cái chuyện ha. Đó, những cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mình để có cái cơ hội để mình nắm bắt, mình bước lên một cái vị trí cao hơn. Cái thứ hai, cho em biết bây giờ kiếm tiền làm KOL trên Facebook nhiêu không Tuấn? Một cái status 2.000. Em cũng có biết sơ sơ về điều đấy và cũng đã từng nhận được những lời mời về điều đấy, nhưng mà em không làm, bởi vì đối với em thì Facebook cá nhân thì nó phải là những cái gì cá nhân, chứ không có liên quan gì đến quảng bá, quảng cáo gì lên đấy hết. Thì đấy là trước giờ em đã có một quan niệm như thế rồi. À, khi không có gì ngoài tiền thì mình cũng dễ phải không? Dạ, đúng thật, chắc là mình toàn tiền. Chắc là toàn tiền. Không, thật sự ra mà nói á, mình... thật ra chị Kim Thanh, cái cách hỏi phản biện của chị Kim Thanh chẳng qua là để cho mọi người bày tỏ cái quan điểm của mình thôi. Bởi vì cả Tuấn với Tố đều là cái mà Minh với là chị Thanh ở trong bụng có ngầm phục, phải không chị? Là rõ ràng cái chuyện nổi tiếng hay là cái chuyện tiền bạc nó không quan trọng bằng những cái mà các bạn phải đối mặt. Thành ra cái tâm lý, thành ra các bạn chọn cho mình một cuộc sống thư thả về đầu óc hơn là những cái chuyện mà có thể là nó mang đến hào quang, mang đến điều kiện vật chất, nhưng mà nó làm cho mình mệt mỏi. Thế này, thật ra thì em sẽ trả lời câu hỏi của chị Thanh trước. Mới là về cái việc mà ví dụ chẳng hạn đưa em vào một cái thế như cuộc thi The Voice, mà chương trình chẳng hạn yêu cầu mình là phải dùng những điều đấy, mình phải dùng, thì đương nhiên em vẫn có phương án make up, em vẫn có Facebook, chỉ có là bây giờ em có dùng đâu, đúng không? Thì nó là một cách rất dễ để giải quyết cái việc đấy nếu như mà chương trình có yêu cầu. Nhưng em nghĩ là cái việc mà mình đưa lên Facebook hay như thế nào cũng không quan trọng bằng cái việc là họ sẽ theo dõi mình trực tiếp ở trên màn hình, một cái màn hình rất lớn, và họ sẽ thấy được tất cả mọi thứ ở trên đấy, và lúc đó thì họ sẽ dành tình cảm cho ai thì đó là việc của họ. Em ơi, bây giờ nhiều khi người ta xem ở trên YouTube và Facebook còn nhiều hơn xem trên TV truyền hình. Thì mình có hết mà, mình có dùng hay không thôi. Có hết mà. Thế à, thường thì thú tiêu khiển giải trí của Bùi Anh Tuấn và Tố Tố là gì? Người ta nghiên cứu là một người bình thường có thể mất từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ một ngày cho Facebook. Nhưng mà hai bạn thì không phải tốn khoảng thời gian đó. Có nghiên cứu luôn à? Có chứ. Và giờ cao điểm của Facebook là giờ nào, giờ thấp điểm là giờ nào nữa, nó có chứ. Trên hôm nay mình bị gài. Nhưng mà ví dụ như hai bạn thường sẽ giải trí hình thức nào? Em thì em cái của em thì dễ lắm, cái của em thì đơn giản lắm. Thì thường thì thật ra là chắc có anh Tuấn không mất thôi, chứ em vẫn phải mất thời gian cho Facebook, tại vì em vẫn xài và phải vẫn cập nhật thông tin cho mọi người á. Tại vì em vào cái thế rồi em không thể bỏ được. Nhưng mà thường á thì em giải trí bằng cách hoặc là xem phim và nghe nhạc là nhiều. Dạ, với lại em hay coi ba cái show mà để mình có thể cải thiện được những cái kỹ năng của mình á.
Em thì đơn giản, em có phòng thu ở nhà. Em có một cái phòng thu góc nhỏ nhỏ ở nhà, nó chỉ đủ để làm những cái demo, những cái mà mình tự giải bày ra với mình qua âm nhạc. Thì em nghĩ là đó chính là một những cách mà em giết thời gian của mình. Cũng như là em có thể chơi điện tử, nhà em có đầu điện tử, có phim. Và thỉnh thoảng loang quang ra chơi với cả bố mẹ xem tennis, với cả bố xem đá bóng cả bố mẹ gì đấy. Thì em chỉ quanh quanh quẩn quẩn như thế thôi. Còn không thì đi ra ngoài chơi với cả bạn bè. Nhưng mà bởi vì nhà em cũng hơi xa nên là cũng ít khi mà em chủ động em chạy đi. Bởi vì khi nào mà tụ được tất cả mọi người hay như nào mà có dịp thì em mới phiên được. Vì nhà em cách trung tâm cũng khoảng 16-17 cây. Vậy hai bạn có đọc tin tức ở trên mạng không? Ít nhất là không Facebook thì cũng phải đọc các cái trang tin điện tử. Em có một cái rất là dị. Em không biết có thể gọi là dị hay không. Nhưng mà mỗi lần mà nếu em có cơ hội để em cầm một cái gì lấy lên em đọc báo, mặc dù em không đọc nhiều, nhưng mà cứ mỗi lần em có cơ hội thì em đọc, thì em chỉ đọc về những cái tin về xã hội cũng như là tin về thể thao. Chứ em ít khi em đọc tin về showbiz. Đấy, thì em cũng không hiểu là tại sao lại như thế. Đấy, em nhưng mà em thì ít khi đọc, và thậm chí là có những lúc thì biết thông tin cũng chỉ qua là bởi vì bố em rất hay đọc. Các cụ ở nhà thì các cụ cứ hay xem rồi đọc rồi. Thì bố ra bố kể thì mình biết nắm thông tin thế thôi. Chứ em cũng, chắc là thế giới này thì em chắc biết được, không biết được 1% không. Dạ có, em thì em vẫn còn xài, em vẫn có đọc để cập nhật đó, tại vì em không có ekip, em chỉ có một mình thôi. Nên là mọi thứ với em phải tự cập nhật và tự đi hết. Có những cái chào dụ em cho bằng được đó, nhiều nãy giờ luôn. Ví dụ như có những cái bản mà mashup á, những cái bài hit với nhau mà mình nghĩ là không bao giờ có thể đi cùng nhau mà các bạn làm với nhau rất hay. Tức là qua đó mình cũng thấy được cái trend của các bạn là bây giờ các bạn thích nghe nhạc kiểu gì. Em lại rất may mắn. Nếu mà nói thế thì em lại là một con người may mắn. Em không dùng lại Facebook đâu. Em không dùng đâu. Nhưng mà em rất là may mắn bởi vì tất cả những người bạn ở xung quanh em đều là những người mà họ đều rất am hiểu về âm nhạc. Và họ biết rất nhiều thứ về âm nhạc và họ có thể chỉ dạy cho em nhiều thứ cũng như là nói cho em nhiều thứ. Thì em nghĩ là bản thân mình cũng không cần phải trực tiếp mình lên tìm hiểu điều đấy nữa. Nhưng mà vậy là em thì sẽ phải phụ thuộc quan không, điểm của mình. Ví dụ là có cái gì hay họ sẽ đưa cho mình nghe. Và mình là người sẽ quyết định được là mình có nghe tiếp ở đấy nữa hay không chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà chưa chắc cái mà người ta thấy không hay người ta không đưa em nghe. Nhưng mà cái đó đối với em, nếu mà em nghe được em sẽ thấy hay. Thì nếu mà em nghe được đó, thì bởi vậy em sẽ mất cái bởi vì, cơ hội đó đó. Không, em nghĩ là chả mất cơ hội gì cả. Bởi vì em có một cái cuộc sống rất là riêng của em ở trên Apple Music rồi. Em có Apple một em có một cả thế giới âm nhạc của em ở trong đấy. Và em cũng có một cái khái niệm, không phải là em không yêu âm nhạc của nước mình. Em rất là yêu âm nhạc Việt Nam. Em rất là muốn làm âm nhạc Việt Nam hay, đúng không? Mình cũng là một người góp công để làm ở trong điều đấy. Nhưng vốn bản thân em thì em thích học hỏi những điều mà nó xa xôi. Em vẫn hay nghe, em có vẻ như lâu lắm em không nghe nhạc Việt, không có trực tiếp chủ động mà nghe một bài hát nhạc Việt nào. Mà hầu hết là nghe đều nghe đi đâu đó người ta bật nghe rồi mình thuộc theo. Chứ còn em chỉ nghe, hầu hết là thời gian đây em chỉ nghe nhạc ngoại. Bây giờ chị hỏi em nè, cái bài nhạc Việt hot nhất, mới nhất mà em biết không phải do em hát là bài nào? Gần đây nhất. Gần đây nhất à? Ừ. Có cái bài gần đây nhất, em có biết ca sĩ nào ra bài không? Em không. Rồi, không biết. Bài hit. Chắc là đợt có đợt ầm lên của Tùng thì biết thôi, đợt của Tùng thì em biết thôi chứ còn ngoài Tùng ra thì... Tùng bài hát của Tùng tên gì nhỉ? Chạy ngay đi thì đấy đúng. Ồ thế à? Nhưng không có. Đấy chưa? Em không Tùng em vẫn biết này, thấy không? Cái đó Tùng là khác, nhưng mà bây giờ bài hit. Bài hit gần nhất em biết là bài nào? Cô gái mấy năm 2. Cũng ấy mà, cũng thịt mà. Đúng rồi, vẫn nóng ở đây, đừng giỡn nha. Em thấy nó trên bảng, mấy lần em thấy mọi người cứ bật thì em bảo thì như bài này đang trên bảng các bạn thì mình biết thế thôi, chứ còn em không để ý lắm. Không thực sự là đúng là em không để ý gì cả. Thế bây giờ nếu mà nhắc đến mạng xã hội thì cái cảm giác của hai bạn là gì? Em cảm thấy bình thường. Nếu mà cảm nhận của em cảm thấy bình thường. Bởi vì đúng như em đã nói là mỗi người đều có một cách kết nối khác, đúng không? Mỗi người đều có một cái kiểu khác nhau, nên là em không có bàn luận về điều đấy. Mọi người cứ làm sao để mà cuộc sống của mình cảm thấy thoải mái là được. Họ cảm thấy vui với điều đấy thì họ cứ làm. Và em cảm thấy vui với những gì em đang sống, nên em lại cứ làm theo kiểu của em. Cũng chả có gì ảnh hưởng đến nhau, đúng không? Đơn giản lắm. Em thấy hơi mệt. Hơi mệt. Nhưng mà em cũng xin chia sẻ về cái hồi nãy chị Thanh nói á, là cái mà để mình cập nhật xu hướng âm nhạc á, thì theo em là cái đó là em nghĩ là mình cập nhật cho bản thân á, cập nhật cho bản thân để mình trau dồi cái khả năng của mình thôi. Chứ còn em không quan tâm về cái gu, cái thị hiếu của người khác lắm. Cái đó là giống như là kiểu người ta hay nói em là không có đi làm showbiz được đâu. Tại vì mình không phải là người của showbiz, tại vì không thích bon chen, không thích giành, không thích đụng môi chuyện của người ta, kiểu là như vậy. Với lại em không có quan tâm là mọi người đang trend cái gì không,
mình là mình thôi và mình trau dồi để cho mình có thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm, càng ngày mình càng giỏi hơn mà mình không có bị lạc hậu là đúng rồi. Nhưng mà những cái gu của, hoặc là những cái thị hiếu, những cái trend mà giới trẻ đi theo thì em không theo, em không thích như vậy. Nhưng mà bắt trend nó có nhiều cái nó hay lắm. Ví dụ dạ, như vậy nè, mình tiếp nhận, thậm chí em chắc lên Facebook em đọc comment thôi là em đủ giải stress, em không cần phải đi coi phim, em không cần phải nghe nhạc, em đọc cái comment của người ta là em đủ vui rồi. Và thậm chí những cái đó là được mấy bạn xài, mấy bạn nhắc lên trong những cái bộ phim điện ảnh, các bạn viết kịch bản theo trend á. Mà nếu mà mình không mắc nhiễm, nhiều khi mình tại sao cả rạp phim người ta cười quá chừng mình không có cười à, em nghĩ là do cái sự chọn lựa của mình thôi. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà mình được những cái vui đó thì mình chấp nhận những cái thị phi mình phải chịu, tại vì lúc nào cuộc sống nó xảy ra hai chiều. Còn nếu mà bây giờ mình muốn tránh mặt với thị phi, mình không quan tâm thì mình bắt buộc mình phải chấp nhận luôn cái khía cạnh bên kia, là mình phải có những cái mà mình không thể giải trí bằng cái đó được thì mình phải chấp nhận theo. Nhưng mà bản thân mọi người, với Tuấn là cái giai đoạn mà Tuấn có xài Facebook, rồi bây giờ Tuấn so sánh là cái giai đoạn bây giờ mình không xài Facebook, so sánh về cái được và cái mất và cái áp lực cái không giữa hai giai đoạn đó em thấy như sao? Em thấy được, em thấy em em đương nhiên là phải thấy được rồi đúng không? Thì em mới bỏ một khoảng thời gian lâu thế, 3 năm rồi, và em nghĩ là cho đến những cái giờ thì em đến giờ thì em không nhớ những cái gì mà em đã mất. Khi mà em mất, em không dùng Facebook nữa, nhưng có một cái mà em sẽ không bao giờ quên được, đó chính là những cái ngày xưa của em, khi mà mỗi lần mà em thấy có cái chuyện gì mà nó hơi không giống như những gì mà mình đang nghĩ, hoặc là nó không vừa mắt mình làm hay như nào, mình vẫn hay lên mình phát biểu, em vẫn hay lên em nói, hoặc là ví dụ có lúc mà người ta chọc đến mình hoặc chọc đến cái tên của mình chẳng hạn, đó là những khoảng thời gian mà em sẽ không quên được, thì em sẽ lên em nói là đừng nói như thế không được đâu. Nhưng mà không, bây giờ em không như thế nữa, em thì em cảm thấy là đầu óc em nó nhẹ nhàng hơn, nó có quá nhiều chỗ trống để dành cho âm nhạc. Em bây giờ về cuộc sống của em không có quá nhiều sự quan tâm, em có quá nhiều khoảng trống để làm tất cả những cái gì mà em muốn. Thế thôi. Và... tại vì thực sự ra mà nói á, thì người bình thường, đối với người bình thường Facebook chỉ là vui, nhưng mà đối với những người nổi tiếng á, thì như Tuấn hay là Tố đã nói rất rõ, Facebook rất nhiều thị phi. Còn Tuấn thì bản thân là người đã từng trải qua rất nhiều áp lực từ Facebook, mà không phải chỉ Tuấn đâu, kể cả như anh Tuấn Hưng chẳng hạn, cũng có một thời gian ảnh đóng hẳn Facebook luôn. Sau quá nhiều những cái cơn bão dư luận, mà đâu phải là một vài lời mình viết ở trên Facebook thì người ta có thể hiểu hết ý mình hay thái độ hay cái ngữ điệu mà mình muốn nói. Và cũng rất là nhiều những ca sĩ khác trong những cái giai đoạn khủng hoảng họ bắt buộc phải đóng cửa Facebook để đỡ những cái áp lực tinh thần. Thì mình nghĩ nó cũng là một sự lựa chọn do nhiều cái yếu tố đó tác động tới người nghệ sĩ đó thôi. Chỉ có điều là quyết tâm như Tuấn hay là bàng quan như Tố thì nó thực sự là cái điều mà không phải ai cũng làm được. Vì chắc chắn là ai cũng gặp cái cơn bão anh hùng bàn phím tấn công, nhưng mà không phải nghệ sĩ nào cũng gọi là thực sự đủ cái quyết tâm để mà dẹp luôn, hoặc là đủ cái sự bàng quan coi thường mạng xã hội như hai bạn để dẹp hẳn luôn. Không, nhưng mà nếu mà tại sao mình không chọn một cách dung hòa là mình xài Facebook ở cái mức độ bàng quan mà nó vừa phải. Đấy, người tung người hứng này thì không phải cái kiểu như Tố, tức là mình vẫn chăm chỉ mình làm công việc của mình, vẫn boss về những cái hoạt động của mình, vẫn tương tác với các fan của mình, nhưng mà đó là cái thế giới của mình. Ví dụ như mình không chấp khó nhận lắm, làm sao mà chị làm khác. Đó là thế giới của không, mình không rồi. Không thể đơn giản mà ai khác quan điểm block hết là xong. Làm sao chị block nổi, bởi vì mình nó chỉ là người bình thường, có thể cái người không cùng quan điểm với mình là 5-7 người, còn với những người nghệ sĩ nó có thể lên cả trăm cả ngàn người, làm sao block mà chị xử lý cho nổi. như em đã nói, em đã từng em ví dụ là hạn chế là bây giờ như nè, chỉ có bạn bè mới được comment đúng không? Đó. Nào bạn đó rồi. Có thể được làm cái chuyện nào, đó. Hai người trò chuyện với nhau nào. Đó. Chị đang nói cho Tuấn, tức là em nếu mà em xài mạng xã hội ở một cái mức độ vừa phải, nó sẽ hỗ trợ cho em tốt hơn rất nhiều. Em tức nghĩ là em vẫn có thể là giữ những cái của em và em có thể phát huy hơn. Em nghĩ là dùng mạng xã hội nó bị nghiện đấy. Không, mình không có thể nào mình dùng mà mình bàng quang được đâu. Dùng là mình sẽ bị cuốn vào cái dòng chảy của nó hết. Mỗi lần mình lên mình thấy cái chuyện này hay ho, mình cũng muốn tham gia vào. Tại sao mình lại không tham gia nhở? Đúng không? Thì nó rất là dễ bị cuốn vào. Đúng rồi, sợ bị nghiện nên tốt nhất là đừng xài. Nghiện đây. Em có bao giờ nghiện chưa? Em đã thì rõ ràng đã một khoảng thời gian mà em đã nói là cái cảm thấy cái gì mà khó chịu là em nên em nói. Và em cảm đến bây giờ em nghĩ lại là những cái điều này nó không được cái gì cả.
Đấy thì đó là những cái mà lúc đấy em đã bị nghiện theo kiểu đấy. Nghĩa là nghiện theo kiểu là mình thích mình lên mình nói những cái quan điểm cá nhân của mình, những cái mà của mình, nhưng mà rõ ràng nó vẫn chả mang lại cho em cái gì cả. Vẫn chỉ là những cái suy nghĩ trái chiều, sẽ vẫn có những người nhảy vào và bảo mình tao kệ mày. Đúng không? Sẽ vẫn có, đương nhiên là sẽ có những người đấy, người ta sẽ không thể nào đồng ý và đồng quan điểm với mình được. Mà đọc xong những câu đấy thì thôi thì thế thì kệ luôn thật. Thôi bỏ luôn. Chẳng hạn như thế thì em nghĩ là thôi em không thể nào mà dùng Facebook với một cái tâm thế mà bàng quang được đâu. Dạ. Facebook á, nó có cái tính năng ngày này năm xưa hay lắm. Cuối cùng dòng lại. Không biết là Facebook trả bao nhiêu tiền cho chị ta. Thật luôn á. Tại vì á, em sẽ thấy được cái bước trưởng thành của em như thế nào, những cái sai lầm, những cái vấp váp của em. Cái đó người ta đều có thể thấy thông qua album hình ở nhà hết. Không, những cái đó nó không có thể hiện rõ. Cái album là một cái em chủ ý em đặt để nó. Còn cái Facebook là những cái mà suy nghĩ em nhiều khi là em bộc phát, em thể hiện ra. Thì qua ngày tháng nọ này em có thể thấy được cái sự trưởng thành của mình. Chính xác là cái đấy rất hay. Chính xác là em thấy là Facebook giờ nó có cái nhắc lại kỷ niệm, cái đấy là một cái rất hay. Nhưng mà chắc là bởi vì cái Facebook của em ngày xưa nó cũng có nhiều kỷ niệm, nó cũng không muốn nhắc lại lắm. Nên là thôi đừng để cho nhắc lại. Thấy chưa, con đường nào vẫn cũng đưa ra những cái câu trả lời hết sức hợp lý. Tôi đang hỏi là ai là chủ nhà trong đây, cứ để tôi phản biện hoài. Tại vì em ủng hộ, quan điểm của em là em ủng hộ thật sự. Cái gì mệt đầu quá bỏ qua đi. Nó chỉ chẳng qua là mạng xã hội, cũng chỉ thôi, là một quán cái cà phê chị này. Thế đấy, trên điện thoại. Tại vì bây giờ chúng ta đóng quán cà phê luôn, tại nhà đóng quán. Có cái gì để trao đổi với nhau đúng không? Ủa đâu có chị phản biện mà, đủ rồi. Nhưng mà đúng ra chị là người không được phản biện chứ, chị đúng phải đúng là người rồi, chị là người không được, giờ chị không được phản biện em. Đúng rồi, giờ phản biện rồi, mình không nói nữa. Đâu em vẫn có cái để nói mà. Em nghĩ là em á, cá nhân em mặc dù em cũng rất thích Facebook nhưng mà em ủng hộ Tuấn với lại Tố Tố, tại vì mệt mỏi quá thì thôi. Thật ra mạng xã hội đơn giản nó cũng chỉ là một cái app điện thoại. Nó cũng chỉ là phương tiện, còn vấn đề là để thể hiện mục đích hay là cái suy nghĩ hoặc là lối sống hay là sự kết nối bạn bè hay là quan điểm của mình, nó là ở cá nhân mình. Nó những cái điểm vấn đề vĩ mô lớn lao thì không nói, nhưng nếu như mà đối với cá nhân mà cảm thấy quá mệt mỏi thì em nghĩ là dẹp cũng được. Thật sự ra cũng có những cái giai đoạn mà em cũng muốn dẹp Facebook chứ bộ. Em thấy Facebook toàn mang lại những cái điều khiến cho mình mệt mỏi không à. Ví dụ như là cái người đó họ lên Facebook, họ chỉ toàn nói những điều làm tổn thương mình, mà mình là chỉ bị một người chứ không phải là bị một đống người như là hai bạn này ví dụ vậy. Mình cũng cảm thấy ủa Facebook thôi mà tại sao mình lại phải lên mình đọc những cái điều đó. Và rất là nhiều người, những người bạn của em á, rất là mắc cười là những người càng thân nhau thì lại càng không add friend nhau, bởi vì để tránh đọc được Facebook của nhau mà có nguy cơ gây ra những cái mâu thuẫn với nhau. Rốt cuộc lại là nó lại chỉ dành cho những cái mối quan hệ nó bị hời hợt xã giao nhiều hơn là dành cho những cái mối quan hệ thân thiết ở trong gia đình, vì ở trong nhà cần gì đã biết với nhau hết rồi, không cần phải kết nối Facebook nhau chi nữa. Không, bởi vậy chị mới nói là cái người mà xài Facebook như thế nào đó là nó tùy theo mục đích. Ví dụ như đúng. Vậy nè. Dạ, đúng rồi. Như bản thân chị là một người rất là ít đọc báo, nhưng mà ví dụ như là thông qua cái lượng fan friend trên Facebook của chị, không chỉ là những người trong giới showbiz mà có rất là nhiều thành phần khác nhau, ở lĩnh vực chính trị có, xã hội có, thể thao có, sức khỏe có, rồi xong rồi kể cả về môi trường cái gì cái kia, rồi văn học nó cũng có. Cho nên là ví dụ như một cái tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mới vừa ra rất là hay, mà chị đâu bao giờ chị đọc, chị không có tham gia đâu, mà mấy bạn nói ồ chị biết, ồ thế là phải mua về cái quyển đó đọc như thế nào. Xong ví dụ như chị cũng ít đọc báo, cháy Carina lần trước chị cũng nhờ Facebook, vừa cháy xong là mọi người update lên liền, mình cũng biết tình hình rồi. Ví dụ mình nhắn cho bạn bè mình ở hay là đồng nghiệp của mình để có thể đi trắc nghiệm, hoặc là một cái sản phẩm gì mới ở, tức là một cái chủ trương hoặc là luật pháp nó bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay, mọi người đi ra đường phải đội mũ nón bảo hiểm chẳng hạn. Nếu mà mình không, đã chỉ là một người không xem tivi, một người không có đọc báo nhiều, mà tất cả những cái nguồn đó là chỉ có từ đâu, là tất cả những nguồn đó chỉ có từ Facebook, tức là có những cái hữu ích gì. Dĩ nhiên là nó có những cái mặt tiêu cực nhưng mà mình cứ hạn chế những cái mặt tích cực đó, mình lấy ra, mình lọc, mình đọc được hết. Và xu hướng của ngày hôm đó như thế nào, thông tin là cái gì, nó đang được người ta quan tâm. Ví dụ như chị đang muốn mời một khách mời cho cái chương trình của chị, ủa nếu mà bây giờ chị không lên Facebook, chị không đọc báo nhiều thì chị đâu có biết là ai đang được dư luận quan tâm. Và bây giờ chị biết Tuấn với Tố, người ta post lên Facebook hai người vừa thắng trời sinh một cặp, là chị sẽ mời các bạn đến đài giao lưu. Trong khi đó
chắc gì chị dành thời gian để chị xem TV bây giờ truyền hình thực tế quá nhiều, làm sao chị đủ để chị xem, chị biết đài nào đang có cái gì, đúng không? Nó có nhiều cái nó rất là có lợi cho nghề nghiệp của mình. Và khi mà chị chia sẻ thông tin về cái công việc của chị, nhiều người cũng sẽ biết đến chị hơn đó. Thì ví dụ như em ca sĩ, em có thể là em có đội ngũ quản lý kiếm show cho em, nhưng mà chị không phải cứ ca sĩ, chị không có đội ngũ kiếm show cho chị, nhưng mà chẳng hạn thông qua Facebook mọi người biết đến công việc của mình hơn. À, ví dụ mình xin số điện thoại ai bây giờ, trời không sử dụng Facebook rồi phải đi điện thoại người này kiếm người kia để lấy được cái số điện thoại, nó rất khó khăn. Trong khi chị viết lên status ai có số điện thoại, bữa anh Tuấn nhắn mình cái xong chưa đầy 5 phút có đủ không, rất tiện không? Đó, đúng đó. Em không phủ nhận điều đấy, nhưng mà em sẽ phản biện lại này. Em sẽ phản biện lại luôn. Lý do này em đặt ra chị đầu tiên là tại sao chị lại không đọc báo nhiều? Tại chị không bỏ cái thời gian mà chị lướt Facebook nhiều đi, chị đọc báo thì nó cũng như nhau, thì cũng là biết nhiều thông tin. Đúng, về cái thông tin là hỏi về thông tin của em chẳng hạn, thì chị post lên là đúng là chị sẽ được cái đấy rất là nhanh, cái công việc đấy rất là hiệu quả. Và em chấp nhận là mất những cái thiệt thòi như thế, nhưng may mắn, em may mắn hơn chị một cái là đúng, em là ca sĩ, em vốn cái tầm ảnh hưởng của bọn em đã may mắn được mọi người đón nhận nhiều hơn rồi. Nên là bọn em cũng không cần phải làm gì quá nhiều để người ta biết đến mình cả. Cứ cố gắng làm tốt về âm nhạc là họ sẽ tự nhiên họ tin mình hát hay, hoặc mình ra một sản phẩm hay, họ sẽ biết ồ là thằng này. Chẳng hạn là như thế, thì em nghĩ là cái đấy thì nó cũng không có quá phải là một vấn đề quá nặng nề đối với em. Nó cũng không phải là một vấn đề mà mình cần thiết quá mình phải dùng lại Facebook. Nên là đừng gài em. Quan trọng là đừng gài em. Tuấn với tôi đã nói hết rồi, những cái lợi ích mà chị Kim Thanh đưa ra không phải là hai bạn không thấy. Dạ. Nhưng mà có điều hai bạn chọn là phải chấp nhận mất cái đó để đạt được cái sự bình yên trong tâm hồn. Dạ. Tố nghĩ là nếu mà mình đi theo con đường của Bình Tuấn liệu là có tốt hơn không cho công việc của mình không? Không, dạ, em ý là em cũng chia sẻ mà nó có những cái lợi ích và những cái nó có đều có hai mặt tiêu cực và tích cực hết, nên là quan trọng là mình cảm thấy cái gì nó phù hợp với mình thôi, chứ em không hề bài trừ hay là không hề tẩy chay những người dùng Facebook hoặc là post nhiều thông tin trên Facebook, thì em không có nói dùng Facebook là xấu, nhưng mà tùy theo bản thân mình thôi. Mà ý là em cũng chia sẻ thiệt luôn là ở nhà mẹ em á hiểu được em nhiều hơn là nhờ Facebook luôn á, tại vì em là một người không bao giờ chia sẻ những cái cảm xúc của mình cho người khác, ít có nói thật lắm, hoặc là nhiều khi kiểu như mình đang buồn nhưng mà cũng lúc nào cũng làm ra là mình vui vẻ hoặc là nên là ít có người hiểu được mình. Và mẹ em thì em càng không bao giờ nói nữa, có chuyện gì thì ở ngoài mình trải qua không bao giờ về nói một cái tiếng nào với mẹ, ngay cả thi cái gì mẹ cũng không biết luôn. Cho tới khi mà xong rồi mọi thứ mà nó ok, nó thành công, nó đẹp đẽ thì mới cho mẹ thấy được cái mặt đẹp đẽ thôi. Còn những cái mặt tiêu cực là không bao giờ mẹ nhìn thấy gì của em hết. Nên là nhiều khi em buồn này kia cũng chia sẻ, hồi xưa cũng chia sẻ mạng xã hội thì như vậy mẹ mới biết được, chứ không thôi thì cũng không biết luôn. Nhưng mà kiểu như là đó là một cái lợi ích mà em thấy trước mắt là về gia đình em, mà ở ngoài em không thể nào mà đối diện trực tiếp với mẹ để mà nói những cái chuyện đó được. Đó thì em cũng nhìn thấy, nhưng mà quan trọng là khi mà cái mặt tiêu cực của nó là khi là mẹ lên Facebook thì mẹ sẽ thấy được những người khác có những cái ý kiến mà với mình và hiểu được mình đang trải qua những cái gì và mẹ buồn vì điều đó. Thì bây giờ mình quan trọng là mình chọn lựa thôi, bây giờ mẹ muốn mình hiểu mình hơn hay là mình muốn mẹ thấy được luôn cả những cái mặt mà mình không muốn cho mẹ thấy, thì quan trọng là do cái chọn lựa của bản thân, chứ không phải là bài trừ về những người xài hoặc là không xài, mọi người đều quan điểm riêng thôi. Đúng. Nhưng mà thật là hiếm lắm đấy, bởi vì em thấy có người dùng Facebook không bao giờ cho bố mẹ ad đâu. Đúng rồi, block bố mẹ luôn á, bố mẹ là hai cái tên được block đầu tiên Facebook được tạo ra. Nhưng mà em không ad friend, nhưng mà năn nỉ em là ad friend đi. Năn nỉ em là... Em cứ ad friend xong em set chế độ là hạn chế. Ý là tại vì em cũng rất là ít xài cái kiểu mà thông bot những cái cảm xúc riêng tư á, chỉ khi nào mà em không thể chịu đựng được nữa. Nói chung á là khi mình xài á mình sẽ có nhiều cái chế độ rất là hay ho. Dạ. Nó ví dụ nhắc lại kỷ niệm nè. Rồi viết lên tường. Bạn đang nghĩ gì? Tag nè. Post hình nè. Không biết khác chỉ là không xài thôi. Messenger nè. Đây em đang hỏi cái khác. Bởi vì Facebook thị phi quá nên hai người không xài, nhưng mà chắc là Instagram, Twitter hay là một cái hình thức mạng xã hội nào đó. Nó em cũng không xài luôn, bởi vì em nghĩ là cái Facebook là một trong những cái mà em thấy nó có vẻ dễ dùng nhất, hoặc là có cái mà mình đã được tiếp xúc đầu tiên, mình quen. Đâm ra lúc em nhảy qua Insta em thấy vào sao cái này nó cứ lẳng mẳng thế nhỉ. Em cũng thấy vậy. Cũng từ một phần là là em bởi vì Instagram là rất là đỡ thị phi luôn á. Rồi bây giờ chị chuyển qua hướng Insta đúng không? Để mấy giờ chuyển mạng xã hội thôi, mạng xã hội chị. Bây giờ chuyển hướng này.
Trời ơi. Em thấy không, càng ngày cái tạo điều kiện công cụ cho mình viết càng ít. Ngày xưa Yahoo 360 thì viết quá trời, chuyển qua Facebook viết không? Còn có một hai dòng. Bây giờ chuyển qua tới Instagram là khỏi viết luôn, chỉ có cần đưa hình lên thôi là được rồi. Có những lúc đó mình làm album online thôi, không cần phải suy nghĩ. Thôi luôn. Em nghĩ là làm album ảnh thì thôi, em làm album ảnh nhà em, cả nhà em ngồi xem. Mà tôi em có nghĩ là nhiều khi em không xài Facebook thì cái hình ảnh của em ở trên mạng nó rất là nhiều á. Cái có những người, tại vì em không có xài cho nên là có những người sẽ lấy hình ảnh của em, họ làm một cái Facebook là Bùi Anh Tuấn chẳng hạn. Họ có thể sử dụng cái hình ảnh em vào những cái mục đích là với cái tên tuổi của em. Em nghĩ là đến giờ đến khoảng 99% những ai mà yêu quý em và hiểu em và ở bên cạnh em thì mọi người đều biết là em không dùng mạng xã hội rồi. Nên là những cái việc mà có những người khác người ta có giả hay như nào thì em nghĩ là cũng không giả được em đâu, chỉ có một Bùi Anh Tuấn thôi. Tóm lại thì chủ nhà, kết luận chủ nhà cái quyền lớn nhất của chủ nhà là chỗ này nè, là người được quyền nói câu kết đó. Nên là chúng ta thấy rồi, ba khách mời thì vẫn có một khách mời đang cầm điện thoại lướt Facebook. Đúng rồi. Đâu là kia. Không, cái này không phải là Facebook mà là rất là nhiều, ví dụ như là chỉnh app nè, để coi sao cho hình cho nó đẹp. B612. Cái tự sướng coi như thế nào đó. Ủa sao tự nhiên cái giống như là hai đứa mình vui vui cho có tối hay buổi tướng vậy, đúng không? Không, quan trọng là gì nè, bây giờ mình có xài Facebook hay không hay là như thế nào á, thì cái điều á là bản thân mỗi người cảm thấy là nó có phù hợp với mình đúng hay rồi, không đúng đó. Ví dụ như là Tuấn với Tố ok không xài Facebook, thấy thoải mái, nhưng mà vui vẻ, chị cảm thấy ô mỗi ngày lên chị đọc comment, ví dụ như là trong vừa rồi casting The Face đi nội, các thí sinh đó các bạn comment ở dưới là chị cười đủ một buổi là chị xả stress bao nhiêu bực dọc trong người chị. Kiểu chị không lên là không. Em cảm tưởng chị sẽ này, crazy em, luôn ấy. Này, em đã hiểu tại sao Facebook của chị tên là Cặp Tám Sài Gòn. Nếu nghe này cái tên thấy không lành rồi. Thì đó, bao nhiêu đó là nó đã đủ vui rồi. Mình nhiều khi là mình không cần phải đi ra đạp, chạy ra đạp, mua vé, xem bộ phim, quá tốn thời gian ở đây nửa tiếng là đủ vui rồi, đúng không? Rồi xong, mỗi lần mà chị cứ nói nghệ sĩ nào chị inbox Facebook, chị mời. Trời lẽ dễ sợ bình thường á, có nhiều, chị nói thẳng là có nhiều nghệ sĩ chị điện thoại gần chết, không bắt máy, nhắn tin không trả lời mà inbox Facebook trả lời ngay. Cái ngay là tớ đồng ý thôi, nhận luôn. Đó, có những trường hợp điển hình là Trung Quân Idol. Đó, thấy chưa? Rồi có những cái mà cần mời mọc kia là ở trên, ví dụ như hệ thống các bạn phóng viên á. Các bạn làm truyền thông bây giờ ai cũng chủ yếu show bên Facebook, mà mình mail á không biết khi nào trả lời, điện thoại cũng vậy, mời mọc thôi, cần cái gì inbox cái là ra. Vậy nó chọn em hiểu, cho xin số điện thoại của Bùi Anh Tuấn coi, inbox liền. Mà tất cả đều làm sao, mình chỉ cần có internet thôi, mình miễn phí. Còn bình thường chị điện thoại em, chị tốn tiền điện thoại rồi, chị tốn tiền tin nhắn rồi, đúng rồi. Chính xác. Không thì đấy, thì quan điểm bọn em vẫn giữ quan điểm ngay từ đầu, đó là bọn em vẫn không dùng Facebook. Nhưng bọn em vẫn ủng hộ những người dùng Face. Với là mỗi người đều có một cuộc sống riêng của họ, và bọn em rõ ràng bọn em đã muốn lùi về cuộc sống của bọn em rồi, thì bọn em chắc chắn là bọn em sẽ không tham gia đến cuộc sống của những người khác nữa. Và bọn em sẽ để cho họ, đúng không, họ cứ thoải mái làm gì là muốn. Còn chị đừng dụ em nữa. Chị không dụ, chị đang nói lợi ích cho em thấy thôi. Rồi, nhiều lắm, rất nhiều lợi ích, nhiều. Đồng ý là rất nhiều lợi ích, đặc biệt là cái nhắc lại kỷ niệm, đúng cái đấy ảo thật. Đấy, có nhiều lúc ấy bạn em đang ngồi trong, ê Tuấn ơi Tuấn, này như này, ta mày nhìn trước này. Quên đấy, bị quên ấy, kiểu mình không nhớ. Ồ, cái đấy là cái rất là hay. Nhưng mà đấy em cũng đi xem, em sẽ đi xem ké. Không, nói để thấy rằng là nếu như mà rất nhiều những khách mời của Radio Cà Phê những số trước đã bàn về quá nhiều những cái đề tài mà xuất phát từ mạng xã hội hoặc là sôi động ở trên mạng xã hội, thì hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với những khách mời mà để thấy rằng là mạng xã hội chả có nghĩa lý gì cả. Không, yeah. Nhưng mà Minh thấy không? Nhờ mạng xã hội mà em đã tạo ra biết bao nhiêu đề tài cho Radio Cà Phê. Không có mạng xã hội thì làm sao có đề tài. Thì đó là tính chất công việc, đúng không? Không, mạng xã hội vẫn có giá trị với em. Với em là có, chỉ với hai bạn này là không. Đấy. Em vẫn có, vẫn không có. Không, nhưng mà chị hỏi thiệt, không nè. Có bao giờ hồi trước đó mà em like lầm, hay là em lầm hơn cái gì đó, em đi like dạo, em quăng tim dạo rồi em không, để không. Lại hậu quả cho nên là bây giờ em sợ không? Em bỏ cho đến nay là khoảng đến tính cả những cái Facebook còn con mà mình lập ra để lẩn trốn thế giới đó thì là Facebook mà em bảo lẩn trốn thế giới thì cũng phải 5-6 cái rồi, kể cả là cái đầu tiên khi mà từ cuộc thi Giọng Hát Việt cho đến sau đó thì em lập ra cái Bùi Anh Tuấn, đầu tiên là cái Tuấn Tê Tỉnh cũng là rất là nhiều, và Bùi Anh Tuấn cũng rất là nhiều người theo dõi rồi.
nên là nếu em có lỡ nhấn like nhầm thì em cũng không nhớ đâu. Đấy, nhưng mà đại loại là dù có nhấn like nhầm hay không thì mọi thứ cũng đã biến mất rồi và em bây giờ đã chui về với cuộc sống của em. Đúng, em có một cái là nếu mà bây giờ mọi người tìm được em thực ra không phải là cái vấn đề gì mà mình cách xa thế giới quá đâu, nhưng rõ ràng tìm được em bây giờ rất là khó vì đến cả điện thoại em còn không dùng. Em còn không dùng một số điện thoại luôn đấy. Ồ thế thì cái em là thuộc thành phần đặc biệt của thế giới này rồi. em chỉ biết có cái iPad thì em thỉnh thoảng có mạng thì em sẽ nhắn tin cả mọi người bằng cái mess ở trên đấy thôi, bằng cái mess ở trên cái iPad thôi. Còn không thì em chơi game hoặc là làm gì đấy. Còn em không dùng điện thoại nữa. Tất cả mọi thứ công việc bây giờ em may mắn là có mọi người giúp đỡ và mọi người take care giúp mình. Thì cứ thế là hú là đi thôi. Tức là bây giờ là mình không làm những cái chuyện đó, nhưng mà luôn luôn có một người phải đứng đi, có nghĩa là 24/7 là phải theo mình. Tại vì có những người cần nói chuyện với mình này kia với mình thì cũng phải qua người đó, là tức là em hành hạ thêm người nữa. Đâu, nếu mà qua người đó thì người đó cũng sẽ chuyển lại cho mình thôi. Thì đó, tức là người đó phải ở cái bên người mình. Đó là mẹ em. Mẹ em động thế em toàn bảo là thôi em bây giờ cứ lấy số của mẹ em cho chắc, bởi vì em thì lúc em dùng điện thoại xong em cũng hay dùng những cái số mà nó không phải là số chính thức, xong em cứ hứng lên là em lại không dùng nữa. Nên là mọi người tìm em sợ là nó sẽ bị vất vả, nên là thôi em bảo là thôi có gì thì cứ tìm đến mẹ em là chắc nhất, mẹ cứ lần nào cần thì mẹ đưa. Chị nói thiệt á, em có người yêu không Tuấn? Giờ em nói thật đi. Em chưa. Và em nghĩ là em có người yêu chịu được không, nhưng mà không, cái chuyện này nó không phải là cái chuyện mà mình phải để cho mẹ lo lắng về tất cả mọi thứ, bởi vì em sẽ vẫn đảm bảo là cái việc là em sẽ lo lắng tất cả mọi thứ về công việc của em cũng như là cuộc sống của em thật tốt. Chỉ có cái là em cảm thấy những điều gì đấy nó đang không cần thiết với em. Ví dụ chẳng hạn là chuyện dùng điện thoại tạm thời đang không cần thiết với em thì em sẽ không dùng. Khi nào em cảm thấy cần thiết lại thì em sẽ dùng, bởi vì điện thoại thực ra nó cũng chả có gì quá ghê gớm cả, nó chỉ là gọi điện và nghe thôi. Nhưng em đang muốn có một khoảng thời gian riêng một chút thì em sẽ ngừng lại một chút, nghỉ ngơi một chút rồi sau đó mới quay trở lại, chẳng sao cả. Nhưng mà ví dụ như mình có người yêu đi rồi mình kết nối thì sao, mà ví dụ liên lạc không được, không lẽ thông qua mẹ iPad, nhắn tin trên iPad như là một tờ báo luôn ấy, to mà. Nhưng mà ý em nói thỉnh thoảng có mạng thì em mới nhắn, rồi những cái lúc kia thì sao, thì có 4G. Nói chung là chị cảm thấy là ví dụ như là bị nghiện Facebook, nghiện mạng xã hội, đó là một cái điều đáng trách, và mình tốn quá nhiều thời gian, mình bị ảnh hưởng bởi nó, bị tác động bởi nó, ăn ngủ nghỉ gì cũng phải nghĩ tới nó, và tối ngày phải hậm hực, phải tức tối vì những cái gì mà người ta trái quan điểm với mình, thì đó là một cái điều không nên. Nhưng mà chị nghĩ nếu mà anti mà tẩy chay hoặc là không vướng víu gì đến nó như vậy thì nó cũng có những cái thiệt thòi. Nhiều thiệt thòi, nó có nhiều thiệt thòi, đặc biệt là cho những ai mà đang yêu quý em. Đặc biệt là như thế, bởi vì các bạn ai chẳng muốn thế, ai chẳng muốn mình được kết nối với cả thần tượng của mình, ai cũng muốn mình được nói chuyện với cả thần tượng của mình, được gặp mỗi ngày, được nhìn thấy everyday. Nhưng mà rõ ràng là chắc mọi người khoảng tháng hay tháng mọi người nhìn thấy em một lần may ra, hoặc là em đi diễn đâu thì mọi người nhìn thấy, thì đó chính là những cái thiệt thòi của mọi người, và mọi người cũng đang không được hiểu được là em đang nghĩ cái gì. Nhưng mà chỉ đơn thuần là tất cả mọi người đều dành cho em một cái tình cảm là mọi người chỉ cần nhìn em khỏe, em ổn là mọi người vui. Chứ còn mọi người không cần nhìn em nhiều. Và bản thân em thì cũng thấy là mọi người nghĩ gì thì mình cũng không quan tâm, miễn mình ổn được rồi, đúng không? Dạ, thì thực ra là chính vì việc em ổn em sẽ mang lại cảm giác ổn cho mọi người, bởi vì em may mắn là gì? Người nghệ sĩ được sinh ra là gì? May mắn là người kết nối tất cả mọi người lại với nhau. Bởi vì rõ ràng là có những người mà tự nhiên nhờ em họ mới gặp được nhau, chơi với nhau. Và họ nhìn thấy mình bình yên và họ đều vui. Đó là cảm giác của mình sẽ cảm thấy vui vì điều đấy. Và điều đấy thì dễ nhận thấy lắm. Em có muốn hướng đến vậy không Tô? Tối thì nếu mà muốn hướng tới thì con phải con một chặng đường dài. Dạ đúng rồi. Trời, cảm ơn hai khách mời rất nhiều đã cùng đến với lại Radio Cà Phê, 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 đến với lại Radio Cà Phê.